Vừa qua tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN cùng các đối tác đã ký kết các hợp đồng liên quan và triển khai chuỗi dự án khí, điện, Lô B, Ô Môn, đánh dấu bước tiến quan trọng của chuỗi dự án trọng điểm đã kéo dài gần 20 năm nay. Dự án khí, điện, Lô B, Ô Môn là chuỗi dự án khí, điện, nội địa, bao gồm dự án phát triển mỏ Lô B thượng nguồn, dự án đường ống Lô B, Ô Môn trung nguồn, 4 nhà máy điện khí Ô Môn 1, 2, 3, 4 ở hạ nguồn. Quy mô đầu tư của chuỗi dự án này là gần 12 tỷ đô la Mỹ. Sản lượng khai thác khí từ Lô B dự kiến khoảng 5,06 tỷ mét khối khí một năm, cung cấp cho tổ hợp 4 nhà máy điện tại trung tâm điện lực Ô Môn với tổng công suất lắp đặt dự kiến lên tới 3.800 MW. Phát biểu tại lễ ký kết, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng đây là một sự kiện quan trọng, ý nghĩa của ngành dầu khí Việt Nam, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương và người dân nơi có dự án đi qua. Chuỗi dự án khí điện Lô B Ô Môn là công trình trọng điểm nhà nước về dầu khí, là chuỗi dự án khí điện có quy mô lớn nhất của Việt Nam hiện nay, đóng vai trò hết sức quan trọng trong chiến lược cân đối cung cầu, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, chuyển đổi năng lượng xanh và phát triển kinh tế xã hội.